chào quý vị đang đến với chương trình Gia đình và Học đường từ Sài Gòn TV. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một vị khách mời rất đặc biệt. Ông đã dành phần lớn thời gian của mình để nghiên cứu, viết lách cũng như là đi chu du khắp nơi, quan sát, đúc kết những vấn đề về chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, con người và thậm chí là những vấn đề mà hiện nay rất nhiều người trong chúng ta trăn trở quan tâm, đó là đất nước và vận mệnh dân tộc. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị, đó là học giả Đỗ Thông Minh, và cũng xin cảm ơn chú đã dành thời gian quý báu của mình để đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, Đỗ Thông Minh xin chào chị Hoàng Vy và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài. Thưa chú Đỗ Thông Minh, Hoàng Vy có thấy là người ta có đặt cho chú một cái biệt danh vui là người buôn chuyện. Nghe đến người buôn chuyện thì phải có tính chất là nhiều chuyện. Nhưng mà ở đây chú Đỗ Thông Minh nhiều chuyện, am hiểu về chính trị, về văn hóa, về xã hội và đem những cái hiểu biết đó của mình để diễn thuyết và truyền cho mọi người xung quanh. Thì trong khuôn khổ chương trình Gia đình và Học đường ngày hôm nay thì xin được phép trao đổi với chú những vấn đề về giáo dục con cái, về đời sống văn hóa của người Việt. Thưa chú Thông Minh, nhắc tới việc giáo dục của cha mẹ người Nhật thì người ta nhắc đến sự kỷ luật, cũng như là cha mẹ Bắc Âu thì là sự cởi mở thông thoáng cho con phát triển tự nhiên. Vậy thì là một người sống ở Nhật, chú nhận thấy là giữa cha mẹ Nhật và cha mẹ Việt có cái điểm tương đồng và khác biệt gì lớn nhất trong việc giáo dục con cái ạ? Thực ra thì cá nhân chúng tôi nhận xét thì dân tộc Nhật có thể nói rằng là trong các nước Á Châu thì họ gần với Âu Châu nhất, Âu Mỹ nhất. Họ gần cái gì? Họ gần là trong cái việc là tự chủ, tự lập. Đó. Thành ra trong cái căn bản thì họ cũng là Á Châu mình, cho nên họ dạy vấn đề kỷ luật con cái. Nhưng họ lại cũng tôn trọng cái sự độc lập nữa, chứ không phải là chỉ có kỷ luật và ép con không thôi. Có nghĩa là kỷ luật và độc lập. Dạ, hai cái. Nó tuy nó hơi đối lập với nhau nhưng mà nó hỗ tương với nhau. Dạ. Thế thì thí dụ như là con còn nhỏ đó, thì nhà trường khi có thành tích rồi phê bình của giáo viên đó, thì đem về cho bố mẹ coi và góp ý kiến. Nhưng mà từ khoảng cấp mà trung học trở lên đó, thì đôi khi bố mẹ không được coi nữa, nếu không có sự đồng ý của con. Thì nó cũng hơi tương đồng với ở Mỹ. Tức là bây giờ nó lớn rồi. Và muốn coi thì phải xin phép nó đồng ý mới được coi. Thì thành ra chúng tôi thấy rằng là thí dụ một cái điểm mà họ gần với người Tây Phương là các bà mẹ khi mà dắt những đứa con nhỏ 1-2 tuổi đi đó, thì quý vị cũng biết là 1-2 tuổi nó đi nó hay vấp, nó té lắm. Thế thì thường thường người Việt Nam mà con nó té là nó khóc, thì bố mẹ đến dỗ dành, chạy đất rồi dỗ nó đủ thứ hết. Đổ lỗi cho cái đất nó làm con đúng đau. Đúng rồi, dỗ nó. Thì người Nhật không có cái đó. Người Nhật là giống Tây Phương, tức là bà mẹ tiếp tục đi tới phía trước chừng 5 mét đứng chờ. Không có đỡ, tức là đương nhiên nó bị nhẹ thôi thì không có đỡ. Cho nên nó có khóc gì khóc bà cũng kiên nhẫn mà chờ. Người Việt Nam không kiên nhẫn được như vậy. Thấy con mình khóc là phải đến dỗ dành nó. Thành ra bà mẹ này á, đức là đứa nhỏ nó chưa biết, lúc đầu nó chưa biết cái cách ứng xử bà mẹ nào, thì nó khóc, nó đòi mẹ, nó dỗ dành nó. Nhưng bà cứ đứng ra bà chờ. Nó khóc 3 phút, 5 phút, mà một hồi nó tới 5-7 phút nữa là nó mệt rồi và nó cũng được gì hết thôi. Thì nó tự đứng lên. Lần thứ nhất nó làm như vậy, nó thấy không kết quả. Lần thứ hai nó chưa nhớ lắm nó lại làm, thì bà vẫn cứ làm như vậy. Thì lần thứ ba là nó té là tự động nó đứng lên. Đó là cách sự dạy độc lập. Dạ, tính nó là tự lập. Đương nhiên nó nặng quá thì bà phải lo cho nó, nhưng mà nhẹ nhẹ là bà phải làm như vậy đó. Rồi còn điểm nào nữa không chú? Còn một cái điểm nữa đó là thí dụ như là trong cái sinh hoạt của nó, Việt Nam mình đó, trong khi mà mình sinh hoạt lúc mà nhỏ đó, sinh hoạt với cộng đồng, đôi khi thì cũng con nít hay đánh nhau lắm. Mà khi đánh nhau, thí dụ mình yếu thế thì mình về mình kéo bố mẹ mình hay kéo anh em ra rồi gây sự với nó. Người Nhật thì lại thường không có cái đó. Chuyện gì ở ngoài xã hội là để ngoài xã hội, về nhà đó, nó không có đem về nhà. Và nó không có vấn đề kéo anh em đi. Đương nhiên một vài trường hợp cá biệt nó cũng có, nhưng mà tổng quát á, là chuyện gì ở nhà là ở nhà, chuyện gì ở trường nó không đem cái chuyện ở ngoài xã hội về. Nó nói với bố mẹ hay anh em để mà ra hỗ trợ nó ngoài có xã hội. Có nghĩa là để cho con tự giải quyết những vấn đề của con bên ngoài gia đình. Và tự đứa nhỏ nó ý thức cái chuyện đó mà nhưng lỡ như con mình nó chưa có đủ sức đề kháng với những cái khó khăn ngoài xã hội và nó không đương nhiên, giải quyết đương được nhiên, thì sao? Đương nhiên không phải là giải pháp hoặc toàn hảo. Thành ra cũng có những cái trường hợp vì chúng ta biết rằng là ở đâu cũng vậy, con người lớn hay ăn hiếp nhỏ lắm. Hồi nhỏ mình tiểu học cũng vậy thôi, mình bị đàn anh ăn hiếp này, đến lúc này mình đôi khi mình cũng ăn hiếp đàn em thôi. Thế thì người Nhật nó không có về nó nói gia đình, mà đôi khi có những trường hợp là đàn anh là bắt, gọi là bắt đĩa đó, bắt đàn em nộp tiền đó. Thành ra nó về về nhà nó lén, nó lấy tiền hay nó lấy đồ nó
nó đi bán, đến lúc nó lấy không được nữa đó, mà nó không nói gì hết á, có khi nó tự sát. Vẫn là chuyện dạy dỗ con mà để cho con rèn từ nhỏ cái tính tự lập. Còn điểm nào khác biệt với người Việt của mình không chú? À, có một cái điểm nữa là cái sự luyện tập cho nó thích ứng với lại thời tiết. Việt Nam mình nghĩ là con nít nó yếu, mà cơ bản là nó yếu thiệt, nhưng mà cái thân nhiệt nó nóng, thành ra khi mà trời lạnh á thì mình mặc cho nó rất là nhiều lớp hơn là người lớn, mà nhất là mình hay đeo găng. Người Nhật rất ít đeo găng cho con nít. Con nít á nó có cái tật là nó hay cào, nó bị rách mặt, thành ra chịu khó cắt móng tay cho nó, chứ họ ít có đeo găng. Lý do là khi đeo găng cái ngón tay nó không cử động, nó cứ co ở trong này đó. Thế thì thành ra thí dụ như một cái trường là mẫu giáo cho các em nhỏ đó, thì tới mùa đông họ mở hết cửa ra cho con nít, con trai con gái mặc có cái quần xì thôi à, để mà tập cho quen với thời tiết, chứ không phải thấy lạnh là cứ chùm. Nếu mà cứ chùm á thì suốt đời nó sẽ chùm. Đúng rồi. Còn khi mà nó quen thời tiết, giống như những người sắc tộc, những người thượng đó, họ ở những vùng cao thì mình thấy trời ơi sáng sớm lạnh quá, mà tại sao họ ở trần họ làm việc. Đương nhiên cái ôn độ nó xa quá thì mình không chịu nổi, nhưng mà 5-7 độ đó tập là quen chịu. Đó là rèn luyện cái cơ thể thích nghi với môi trường. Dạ. Chú thông minh nói làm cho Hoàng Vy có nhắc, có nghĩ tới cha mẹ Bắc Âu. Trời cụ thể là Na Uy, cha ở ngoài trời cho dù giá rét căm căm nhưng mà họ vẫn để con họ nằm ngủ trong cái xe đẩy và để ngoài trời, và với lý do là để cho con mình có thể sống hòa với thiên nhiên được. Tức là chị Hoàng Vy và quý khán giả có thể tưởng tượng mùa đông mà con trai tiểu học nó đi học nó mặc quần đùi, trời ơi, zero độ ngoài trời đó, tuyết đó, mà nó mặc quần đùi nó đi học á. Mình mà trời đó chắc là quấn mấy lớp luôn. Đó. Có đó một là... ý là Hoàng Vy thấy là cha mẹ Nhật Bản để cho con tự đến trường, chứ không có kè kè đưa con đến trường rồi hung hít rồi dặn dò. Cái điều này thì sao chứ? Người Nhật thì có một cái đặc tính là chúng tôi để ý họ ít hôn con lắm. Rất ít hôn con, bà đến cháu cũng ít hôn lắm. Đôi khi nó có cái chuyện như này, con nhỏ đó cái sức đề kháng nó yếu lắm, mà đôi khi mình hôn nó đó nó lây bệnh vi khuẩn, những cái chuyện cảm cúm thôi chứ không phải nó là chuyện gì quan trọng. Hồi nhỏ tôi có con út tôi cũng vậy, thấy nó dễ thương quá, nó ngủ á mình hôn nó, mà lúc đó nó mới 2-3 tháng rốt cuộc nó bị cảm. Trời ơi, rất là tội nghiệp, mới 2-3 tháng mà nó bị cảm là bởi vì bố hôn con. Thì vấn đề vậy. Cái thứ nữa là cái giáo dục nhà trường á, đặc biệt là chúng tôi thấy chúng ta ăn hàng ngày á, cái món ăn á, khi mình no và bình thường mình thấy nó thường lắm, nhưng đến khi mình đói thì mình thấy món ăn là nó quý vô cùng, đúng không? Thì người Nhật á, huấn luyện cho con nít á, là đi ra đồng ruộng, rồi thí dụ như là lúc thì đào khoai, lúc đào sắn, lúc thì có khi là cấy lúa, để biết là cái khổ cái cực của người nông dân. Đó, rồi đến khi nó thành cây thành trái thì hái đó, thì cho đứa nhỏ nó thấm được cái, cái khổ đó, đến khi nó ăn nó tận tiện và nó biết quý cái món ăn. Cái điểm này rất là hay đó, sự trải nghiệm. Và thành ra hầu hết ra người Nhật người ta chủ trương là ăn uống đó nên ăn mọi thứ. Tại vì con người ta nó có cái quán tính, nhiều khi ăn cái đó thích quá rồi lại ngại cái này ngại cái kia. Đi đâu cũng chỉ tôi thích món này thôi, món này tôi ăn, thịt tôi ăn, cá tôi không ăn. Người Nhật ta muốn là ăn mọi thứ để đến khi nó đi đâu nó cũng thích ứng được hết. Và cái điều quan trọng nhất là một khi đã gắp là ăn hết, chứ không phải gắp xong rồi ô cái này không ngon lại bỏ ra. Tại vì người Nhật ngày xưa cũng nghèo, giống như dân miền Trung mình nghèo lắm, thành ra ăn tận tiện thôi chứ không có ê hề thức ăn như là đất Mỹ. Có lẽ là những đặc điểm mà chú vừa nói đó, nó tạo nên một cái tinh thần của người Nhật, đó là sự cần cù, là sự chịu khó và cái khả năng gọi là vượt qua mọi nghịch cảnh. Thì chúng ta đã từng thấy qua lịch sử của nước Nhật rồi. Trở lại với chuyện giáo dục con cái, cụ thể về chuyện muôn thuở mà người Việt chúng ta hay bàn, đó là chuyện áp lực học hành. Thế thì người Nhật có cái tạc đặt ra cho con mình cái áp lực phải học hành, phải đỗ đạt, phải thành công hay không chú? Và chú nhìn lại với người Việt của chúng ta. Chắc là ít nhiều cũng có. Tức là chúng ta thấy hay nghe cái chuyện ngoài cái chuyện học, mà một cái loại học nổi tiếng của Nhật mà thế giới hay nói tới, tức là cư môn. Cư môn tức là dạy kèm. Ngoài cái chuyện đi học chính thức rồi, bởi vì khi đi học chính thức bây giờ đó là tất cả từ mẫu giáo cho lên tới lớp 12 là miễn phí hết. Thế thì coi như là đại trà cả nước. Thì sẽ đi học cơ bản là giống nhau. Thế bây giờ mình muốn con mình vô cái trường giỏi mà lại nhàng nhàng như mọi người thì làm sao mà vô được? Thằng kia đó nó đi học kèm trường tư, dạy thêm anh văn, dạy thêm toán lý hóa, đúng không? Lại dạy những cái bài nó cao hơn cái trình độ bình thường để nó có thể vào được trường trung học tốt hoặc là vào đại học tốt, thì mình cũng phải cho con mình đi học. Đó. Thế nhưng mà có lẽ thôi, tôi thấy là bên Hàn Quốc đó, các phụ huynh nó đến trước cái cổng trường cái ngày thi nhập học đó, chứ không phải là thi tú tài hay là cao học, nhưng mà thi nhập học thì nhiều khi các bà mẹ có vẻ là lo lắng, cầu nguyện đủ các chuyện hết. Rồi bên Việt Nam mới đây lại có những cái vị sư là làm bùa làm phép cho những cái bút rồi học trò rồi cầm đem tới Quốc Tử Giám để ngồi cầu nguyện. Nó nặng cái vấn đề mê tín quá.
Nhật thì tôi thấy có lẽ hơi ít thôi, không có nổi quá như vậy. Nhưng mà cái chuyện mà cho con đi học cơ môn đó, để mà giỏi hơn những em khác, để có thể vào được cái trường tốt hơn, thì cái đó rất là phổ thông. Yeah, chúng ta chưa bàn tới cái chuyện là cái phương pháp cơ môn đó nó có thực sự là khoa học hay là như thế nào hay không. Trở lại về chuyện áp lực như vậy, thì cha mẹ nào, quốc tịch nào, gốc gác nào cũng có những cái áp lực, cái sự hy vọng, kỳ vọng thành công ở con cái. Nhưng mà đặc biệt ở cha mẹ người Việt ở tại Hoa Kỳ này thì sao? Chú đi rất nhiều tiểu bang Hoa Kỳ và tiếp xúc với nhiều gia đình người Việt, chú thấy như thế nào? Bây giờ để nói thêm một chút trường hợp con tôi đó, thì vợ tôi cũng vậy, cũng là cho đi học rồi, lại bắt đi học cơ môn. Đến về sau mà nó học xong rồi nó nói sao biết không? Con học là học cho mẹ đó, tại vì mẹ nói con học. Ồ, đó là cái câu nói mà cũng rất nhiều đứa trẻ thì... Nó thể hiện cái áp lực, nó bị áp lực. Ngoài cái chuyện học rồi mẹ nói phải học chỗ này, phải học chỗ kia đó. Còn ở bên Mỹ này thì chúng tôi cũng thấy quảng cáo trường dạy kèm rất là nhiều đúng không ạ? Ngay trên quảng rất cáo nhiều, rất là nhiều. Thì tôi nghĩ cái tình trạng chung là vậy. Tại vì nếu mình không đi học cái đó, mình không thể giỏi hơn những người khác và không thể vào trường tốt được. Vì vào trường tốt nó có thể là trường công rất là đỡ tốn kém, mà nó lại dạy giỏi, rồi ra có danh giá hơn. Thì đó là lẽ thường ở tất cả mọi quốc gia, chúng tôi thấy như vậy. Bây giờ chúng ta chuyển qua một chút về cái đời sống văn hóa đi chú. Chú nhận thấy là đời sống văn hóa của người Việt tại Nhật và tại Hoa Kỳ có khác nhau nhiều hay không? Người Việt mình ở hai nơi như vậy đó, thì theo chúng tôi thấy, nếu mà chúng ta ở lâu đất Nhật một chút đó, thì chúng ta có lẽ là một cách tự nhiên nó thấm một chút xíu cái tinh thần kỷ luật và trên dưới. Còn nước Mỹ thì có lẽ một cá nhân tự do nhiều hơn. Dạ, để tôi đề cao cái tôi cũng... Thí dụ như là cái ngày xưa trước 75 thì bên Việt Nam chính phủ đã tổ chức chạy hè cho các sinh viên từ các nơi về đi chạy hè ở bên Việt Nam. Thì tất cả các nơi, thí dụ nước Mỹ quá rộng đi, nhiều khi không quen biết nhau hết. Bây giờ một nhóm là Việt sinh viên từ Mỹ về, bây giờ cử ra một người đại diện thì mọi người ngó nhau không biết cử ai hết. Tại vì thứ nhất là rộng quá không biết nhau, thứ hai là bây giờ căn cứ vào cái gì để mà cử. Còn bên Nhật á, thì tụi tôi nó nhỏ nó gọn, mà bên Nhật nó có tinh thần là đàn anh đàn em. Cái người lớn tuổi á, là gần như đương nhiên, gần như vậy đó, là coi như là lãnh đạo, bậc trưởng thượng cha chú và dìu dắt theo tuổi tác. Người Nhật họ trọng bên tuổi tác, còn bên Mỹ này á, tôi khi trọng tài năng của tuổi trẻ. Ngay tuổi trẻ là hay dùng tới từ leadership vân vân. Còn đối với Nhật thì không có dùng cái đó, là phải anh là lớn tuổi nhất, không phải là chỉ có lão làng không thôi, mà cái người đó thực sự có kinh nghiệm và có trách nhiệm. Trong cái vấn đề con người với con người nó cần cái kinh nghiệm. Còn cái vấn đề tài năng cá nhân nó nhiều khi nó thuộc về kỹ thuật hoặc là những cái tăng năng khiếu cá nhân, thì cái đó chưa thể là lãnh đạo được đối với người Nhật. Nhưng mà chúng ta đang, Hoàng Vy đang cũng muốn thắc mắc chú nói rõ thêm một chút về cái sinh hoạt văn hóa của người Việt đó chứ. Sinh hoạt văn hóa của người Việt tại Nhật và tại Hoa Kỳ. Bên kia đó người rất là ít, cho nên thí dụ thôi, mở những cái lớp dạy tiếng Việt đó, không tồn tại được dễ dàng như đây. Bên đây thì đông, và thứ hai nữa mình có cái môi trường sinh hoạt văn hóa nghệ thuật tôn giáo rất nhiều, rồi chợ vân vân lại gặp gỡ rất nhiều. Còn bên kia quá ít đi, cho nên nhiều cái lớp mở ra tiếng Việt cố gắng duy trì mà không có thành công mấy, là vì quá ít đó. Thì đó là cái vấn đề mà học tiếng Việt của mình là ở bên đó là thì nó như vậy nha. Thưa quý vị, chúng ta đang trao đổi với học giả Đỗ Thông Minh xoay quanh chuyện giáo dục con cái và chuyện xây dựng cái đời sống văn hóa trong gia đình và ngoài xã hội của người Việt tại Nhật và tại Hoa Kỳ qua cái quan sát của chú Đỗ Thông Minh. Và chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho thương mại.